Hello cả nhà, Nguyên xin chào cả nhà nghe. Đây là anh chồng của mình, anh. Hả? Hả? Hả cái gì? Ai cái gì? Ai cái gì? À, hôm nay á cả nhà, mình với chồng mình mới đi làm về. Mình với bạn của mình á có hẹn để gói bánh tét á cả nhà. Thì bạn mình kêu mình đi hái lá cả nhà, không mình không hái lá cũng được, mình đi mua cũng được, nhưng mà thôi ở khu nhà mình á có lá chuối nhiều lắm có lá chuối nhiều lắm cho nên mình không có mua, mình đem mình đi hái cả nhà ơi, mình đi rọc. Ở đây chuối dạng như chuối gừng á, nó mọc nhóc hết trơn á ở ngoài đường á cả nhà. Mình đi hái lá chuối, đi làm gì sẵn đi hái lá chuối luôn. Ngày mốt á mình mới gói bánh tét, tại vì sợ mình sợ ngày mai mình không có không á cả nhà, cho nên mình đi hái trước để mình quay cho cả nhà xem nha. Dao nó chọn cái gì sao chứ chọn cái đi thiển nhà sẻn bên qua nào à. Chè sẻn bên chè sư khởi gì chắc bên thiển nhà khởi gì. Nguyên xuống, Nguyên đi hái lá chuối. Anh chồng Nguyên thì ngồi trong xe, tại vì không có chỗ đậu xe cả nhà ơi. Nguyên đi xuống hái lá chuối bự bự không à, nhưng mà xa quá Nguyên không dám đi xuống dưới cái hố này, tại vì Nguyên sợ rắn cả nhà ơi, sợ có trong đó có rắn rít á. Cái chỗ hồi nãy Nguyên rọc lá chuối á nó sâu quá à, cho nên Nguyên dối không tới. Bây giờ Nguyên lại cái chỗ này nè, cũng lá chuối nhiều lắm nhưng mà không biết nó có tươi, nó có bự hơn lá chuối ở đằng đẳng không. Bây giờ Nguyên chạy xe lại chỗ khác để hái lá chuối đó cả nhà. Giờ mình qua đường hái lá chuối nè cả nhà ơi. Chặt lá chuối, chặt lá chuối. Trời ơi, thấy cây gần gần chứ vô khó quá. Mình phải buông cái điện thoại xuống mình chặt mới được. Anh chồng mình ở trong xe. Không biết lá này được không nữa. Ôi, na ben ita tui si. Và đang hái thêm ít lá nữa. Mua cũng không có mắc cả nhà, nhưng kiểu như mình hả? Sao á? Mình hái được nhiêu đây không biết, đủ chưa nữa. Về mình rọc ra. Hơi rồi đó. Chưa hơi rồi. Anh chồng mình xưng phong vô hái, ổng hái là lá nhỏ không đó. Nã ta thôi. Anh chồng mình chạy vô trồng hái á cả nhà. Cả nhà thấy không? Đa số là chuối này nè. Chuối đó cả nhà, không biết chuối gì đó mà nó ha, chuối đó không có hộp. Đó. Đó chuối không? Chuối gừng, chuối gì đó. Nó không có hộp cả nhà ơi, đây nữa nè. Nó không có trái, nó không có ruột chứ không phải không có hộp. Anh chồng mình lấy cái dao chạy đâu mất tiêu rồi. Đi, đủ rồi. Nhiêu đó đủ rồi cả nhà ơi. Mình hái được nhiêu đây nè cả nhà. Đưa tao phân này. Nè quả nã, này nã pho à. Nè, ý sò quả tớ sò sữa. Hả? Cho. Giờ Nguyên rọc lá cả nhà ơi. Rọc cái mình để phơi khô. Không phải để phơi khô nữa, để ngày mốt mình gói. Không biết đủ không nữa. Lần đầu tiên Nguyên đi hai lá gói bánh tét nữa cả nhà. Nguyên cũng không biết gói bánh tét. Cái đó
đóng này ở kế bên nhà mà chẳng chứ không phải nhà của mình nha. Cái cô bên đây á, cổ ở với con, cổ ở nhà này, cổ bỏ đó, cổ không ở. Lần đầu tiên nguyên trọng lá để gói bánh tét luôn đó nha. Nguyên cũng không biết gói nữa. À, chị bạn của Nguyên biết gói, Nguyên không có biết gói. Ở bên đây suối bên đây á, đa số người ta trồng á, không phải trồng mà kiểu như suối này để người ta bán cơm á, cả nhà bán cơm với người ta gói lại, cũng nhiều người đi hái lắm chứ không phải mình đâu, tại vì chú gừng mà chú quen mà không biết đủ chưa, nếu mà chưa đủ chắc mình mua quá cả nhà ơi. Mình gặp cái này xong mình sẽ ấy gãy rồi. Đi hái á, mà chồng mình hả, anh hối còn như giặt vậy á. Đi hái lá chuối mà không hối như giặt vậy đó, làm sao mà hái được. Chuối này không phải giống như chuối Việt Nam mà cả nhà ơi, chuối mà dạng như nấu chuối chân á, không phải chuối đó. Mà không biết chuối này là chuối gì luôn. Chuối này mình nghĩ chắc ăn chỉ ăn lá thôi chứ cái cọng cái trái của nó đâu ăn được. Cái trái nó xịt lép mà hạt không à, chuối hột không mà cả nhà ơi. Chồng mình nói trời ơi bộ gối nhiều lắm sao mà hái dữ thằng á, gối có mấy đầu à, mà kiểu như mình sợ không đủ á cái nhỉ. Mình bê bánh tét lắm mà mình không biết gói. Hôm nay chị này á biết nói đó, cái mình sẵn đó mình học luôn, mình học chị nói chứ mình phải kéo tay nấu ăn cả nhà ơi. Hồi bữa có chị bạn, có chị đó đó, mình cũng làm YouTube á, mình mới biết chị. Trời ơi chị biết mình khoái bánh tét hết cả nhà. Chị mua bánh tét hả, hai đòn bánh tét với lại mấy cái bánh ít. Trời ơi cầm mấy cái đòn bánh tét mà cũng khóc luôn, mừng á, mà cũng ngại không, mà chỉ cho kiểu như mình gặp chỉ được mấy lần á cả nhà, kiểu như chỉ cũng mua cho mình nghĩa là mình cũng hơi ngại ngại mắc cỡ, hơi ngại. Cái lá này á không biết gói được không. Ê để hồi mình hỏi cho bạn mình đi, nếu gói được chắc mình mua quá. Mình biết hai lá đi, hai lá chuối cực vậy mình đâu hái đâu, mua cho khỏe. Có cái lá này là bự rồi cả nhà ơi, còn bao nhiêu là nhỏ nhỏ không.
đủ cả rồi. Nhiều quá. Cứ khỏi dọn chết. Mới làm về. Cái chuyện mình mua chỗ khỏe à. Giờ đó còn phải đi gặp La Chuối nè. Biết. Đi mua chỗ khỏe đó. Nói chuyện mọi nhà tới bên mở nhà giờ mở cửa sổ nha, khỏi cửa sổ bây giờ. Cũng nhiều quá nè. Giờ mấy cái bè này mình sẽ đem đi gặp. Mình gặp nha để lấy chậu. Mình gặp như vậy á, cái hồ mình lấy cái tăm á, mình lấy cái tăm á, không mày cây kim tay với cái nhà mình ướt ra, ướt ra cái mình phơi khô. Xong rồi đó cả nhà ơi. Xong rồi đó cả nhà ơi. Không biết La Chuối này được không mình cũng không biết nữa. Nếu như không được chắc mình nghĩ mình mua cho xong. Mình sẽ điện hỏi cái chị bạn của mình rồi nếu được thì lấy, không được thì thôi, chứ không biết sao. Mình cảm thấy nó hơi nhỏ cả nhà, không biết được không. Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc đó nha. Cái này thì Nguyên sẽ đem đi phơi. Nguyên phơi để mình cuộn làm bánh tét đó cả nhà. Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc đó cả nhà. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Bye bye.